Trời ơi, từ nãy chào các bạn nhanh tay nhanh chân xuất hiện trong trong buổi live stream này. Chào Đường Thị Phượng này, chào Dung Ngọc, chào Tùng Nguyễn ha. Tôi chỉ chào một ít bạn xuất hiện sớm là vì ơi. Chào em gái Hoàng Hà. Trước khi chúng ta đi vào chuyên đề, chúng ta có một cái phần giải trí trước nha. Các bạn biết ngày hôm nay là ngày gì chứ hả? Rất nhiều bạn biết đúng không ạ? Hôm nay là ngày hạnh phúc. Thưa các bạn, 20 tháng 3 là ngày hạnh phúc. Thế thì trong thời gian mà chờ đợi còn rất nhiều bạn sẽ vào để nghe trực tiếp cái bài chia sẻ của tôi á, thì xin được thể theo cái nguyện vọng của nhiều người là bắt đọc thơ đi. Thơ bắt cũng hay, tôi không biết thơ mình hay hay là dở, thực tế là như thế. Bởi vì thì thường ta nói là văn thì văn mình vợ người, ai cũng sẽ cho thơ mình là hay, vợ người thì đẹp, nhưng mà tôi thì tôi không có đánh giá như vậy. Cái này là việc đánh giá là việc của bạn. Tôi muốn trước khi mà chúng ta đi vào chuyên đề thì tôi tặng các bạn bài thơ. Bởi vì bài thơ này á, là cũng là nó phù hợp với ngày hạnh phúc. Bởi vì bài thơ này nói về sữa mẹ. Mà sữa mẹ, đứa con á, đứa trẻ mà nó được bú sữa mẹ như vậy thì nó sẽ ngời lên cái hạnh phúc. Chúng ta quan sát đứa trẻ đấy, khi nó bú mẹ, nó nhìn mẹ với cái sự cái ánh mắt cực kỳ hạnh phúc. Mà người mẹ cũng nhìn con với cái ánh mắt hạnh phúc ha. Thì tôi xin phép các bạn trong thời gian và chờ tôi đọc các bài thơ sữa mẹ để ca ngợi cái dòng sữa thiên nhiên từ bầu ngực của người mẹ dành cho con trẻ của mình. Tôi đọc nha. Sữa mẹ tuyệt hảo vô cùng, sữa bò sao sánh mà hồng rêu rao, cặp bình hấp dẫn làm sao, trẻ con người lớn nhìn vào đều mê, chất lượng thì khỏi phải chê, con say sữa bú no nê thỏa lòng, chẳng cân nhắc chuyện lượng đông, lại luôn có sẵn dự phòng ngày đêm, chẳng cần gia chất bổ thêm, mà nuôi con trẻ vẫn nên hình hài, thông minh nào có kém ai, lại không phải mất lai rai tiền lừa, cớ gì mà phải tìm mua sữa hò bò đóng hộp về đưa cho con dùng. Sữa mẹ tuyệt hảo vô cùng, sữa mẹ tuyệt hảo vô cùng, nhớ cho. Thưa các bạn, sữa mẹ tuyệt hảo lắm. Tất cả những đứa con được bú sữa mẹ từ thuở còn là nhũ nhi thì những đứa con nó sẽ rất có hiếu với mẹ, và nó sẽ rất là thông minh và sức đề kháng nó tốt. Đấy, cái sữa mẹ là như thế. Nhưng ngày hôm nay con người của chúng ta đã bỏ mất cái giá trị truyền thống và chạy theo cái giá trị hư ảo, tức là cho con dùng sữa bò nha. Đó thì đó là cũng là một cái khía cạnh mà tôi muốn truyền tải. Rồi bây giờ là 8:04, tôi xin phép được giới thiệu về bản thân. Thì vì có nhiều người chưa biết tôi là Lương Y Nguyễn Ngọc Sáng, năm nay là 62 tuổi. Hiện tôi đang hợp tác với công ty Soron Venice đến từ nước Nga, chuyên về mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Tôi là người đã lập ra một cái dự án là giáo dục sức khỏe và cộng đồng sống xanh. Bởi vì tôi đi rất nhiều nơi và tôi thấy rằng là tại sao mà người ta bị bệnh, vì người ta không được dạy dỗ về cái cách để bảo vệ sức khỏe ngay từ thuở còn là một cô cậu học sinh, cho nên lớn lên cứ bắt chước nhau trong cái sinh hoạt, trong ăn uống. Và từ việc mà ăn uống sai lầm nó dẫn đến là gì, là tuổi thọ của chúng ta nó bị giảm xuống rất là nhiều. Tôi rất là đau lòng khi có phải chứng kiến những người quá trẻ mà bị những cái bệnh mãn tính, rồi thậm chí có những trẻ em còn bé lắm mới lọt lòng ra đã ung thư rồi. Đấy, cho nên đó là một cái sự đau lòng, vô cùng là đau lòng. Vậy thì chính vì điều đó mà tôi muốn truyền tải đến tất cả mọi người đang còn
trực tiếp nghe bài chia sẻ của tôi hoặc là những người sẽ nghe lại những kiến thức nền tảng, để qua đó mong rằng các bạn đón nhận, các bạn tìm hiểu để bảo vệ cái tấm thân quý giá của mình. Thưa các bạn, hôm nay tôi nói về cái chủ đề là năm cơ chế sinh học xuất hiện sau khi uống sản phẩm Sovereign Wellness. Đây là cái kiến thức vô cùng quan trọng mà tôi biết chắc chắn từ chưa đến giờ các bạn chưa ai nghe. Bởi vì đây là một cái nỗi trăn trở, một cái suy nghĩ, một cái sự tìm tòi và sự khám phá. Và nó không chỉ là khám phá dưới góc cạnh sinh học, chứ không phải khám phá dưới góc cạnh là cái kiến thức chuyên môn của một người làm y học nữa. Mà tôi đã khám phá nó cái góc nhìn của một người hướng về tâm linh. Bởi vì tôi là cái người ăn chay, ngồi thiền, cho nên cũng may mắn là Thượng Đế đã cho tôi thấy được những cái điều mà các bạn bình thường các bạn sẽ không thấy nha. Giống như một người leo lên được như cao rồi thì thấy được nhiều hơn là người đang đứng cái tầng thấp, nó chỉ khác nhau vậy thôi. Rồi, vậy thì bây giờ các bạn biết là như thế này nè, cơ thể của chúng ta là một cỗ máy sinh học do tạo hóa, do Thượng Đế, do trời, do Phật, nói chung là chúng ta cứ gọi là tạo hóa đi, đúng không? Một vị kỹ sư siêu việt cấu tạo lên cỗ máy sinh học này, không có bất kỳ một cỗ máy nào mà con người làm ra mà đạt được sự thông minh như vậy. Chúng ta thông minh từng tế bào, từng cơ quan, tất tần tật được cơ thể chúng ta được cấu tạo hơn 35.000 tỷ tế bào, nó thành hình hài như thế này, thì tất cả từng tế bào đều là một thực thể sống độc lập và nó thông minh cực kỳ. Nó biết nắng phản ứng với tất cả những cái sự thay đổi, cũng như là nó cảm nhận được tất tần tật. Chúng ta cảm nhận như thế nào thì tế bào cảm nhận như thế đấy. Cho nên cơ thể chúng ta là một sự thông minh vô cùng. Vậy thì nếu như mà một cái cỗ máy tinh vi như vậy mà được nuôi dưỡng, tức là cái nguồn nguyên liệu đưa vào á, mà nó phù hợp, tức là nó, bởi vì cỗ máy này nó tinh khiết, vốn nó là tinh khiết, nó nhớ. Vậy thì nguồn nguyên liệu, tức là năng lượng nó, mà để cho cỗ máy nó tinh khiết thì năng lượng phải tinh khiết. Nhưng mà hỡi ôi, ngày hôm nay không có nữa. Ngày hôm nay toàn cầu cũng không có được cái nguồn thực phẩm, cái nguồn năng lượng mà nó tinh khiết, nó sạch. Nước cũng bẩn, cơm, rau, cháo, tất cả thịt cá rồi đều bẩn hết. Chưa kể là chúng ta tự đầu độc mình luôn. Nào là rượu bia, thuốc lá, ăn toàn hóa chất. Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta thông minh, chúng ta có loài người, chúng ta là một cái loài quá tham lam các bạn ạ. Các bạn biết là người chúng ta tham lắm, người là tham thực, muốn ăn cho ngon, muốn ăn cho nhiều. Chúng ta xem con vật đó, nó thuận thiên thừa vận, nó sống theo sự xếp đặt của vũ trụ, nó sống theo cái sự cài đặt của Thượng Đế, của tạo hóa trên, nó ăn vừa no là thôi. Nó không có chế biến thức ăn, nó không hề chế biến thức ăn, nó không có trộn thêm cái gì hết. Nó có làm sao nó ăn vậy, cho nên con vật nó khỏe ăn con người. Và chúng ta đã đánh mất cái giá trị vốn có rồi, vì chúng ta đã cho rằng là mình thông minh hơn Thượng Đế. Và ngày hôm nay chúng ta thấy rằng tại sao ung thư trở thành quốc nạn, tại sao cao huyết áp trẻ hóa, ung thư trẻ hóa, tiểu đường trẻ hóa, và đặc biệt là trong cái đại dịch corona vừa qua 2 năm nay, chết quá nhiều, nó hành lê lết lên bờ xuống ruộng néo theo ngựa bình dân, là vì sao? Bởi vì đã không còn cái giá trị ban đầu vốn có. Nếu mà các anh, các chị, các bạn ăn thực phẩm sạch sẽ, hoặc là ăn thực phẩm tối giản nhất, là đừng qua lửa, đừng có thêm quá nhiều gia vị, thì sức khỏe ra mặt tốt. Nhưng vì chúng ta không còn nữa, chúng ta đã tự phá vỡ cái cấu trúc này rồi, bằng việc chúng ta tự đầu độc mình. Không có cái phổi nào mà chấp nhận đưa thuốc lá vào, không có cái gan nào chấp nhận đưa rượu vào, không có cái dạ dày mà chấp nhận tổng cho nó quá nhiều cái thứ hổ lốn. Cơ thể của chúng ta không phải là một cỗ máy siêu việt, cũng không phải là một cỗ máy nghe là vĩnh cửu. Chúng ta không phải là động cơ vĩnh cửu, chúng ta là một động cơ sinh học. Chẳng qua là như thế này, vì nó quá thông minh, nó quá trung thành, nó quá tận tụy, cho nên khi các bạn đưa độc tố vào, ví dụ như thuốc lá, ví dụ như rượu bia, nó cố gắng, rượu bia nó cố gắng phục vụ, nó vẫn chấp nhận, nó vẫn tiêu hóa. Và nếu như lâu ngày mà gọi là chúng ta không có hiểu được tiếng nói của cơ thể, chúng ta không thấu cảm được với tế bào của chúng ta, thì chúng ta sẽ bệnh tật, chúng ta sẽ chết sớm. Và bằng chứng là dịch corona này chúng ta thấy rồi đó. Tôi không cần phải chứng minh ở đây cả những
những người đang có mặt ở đây, những người đang ở trong Zoom này đang còn đau đớn khổ sở bị Covid này, các bạn tự đánh giá đúng không? Nhưng tại sao tôi không hề bị? Cái việc mà tôi đi ra ngoài tiếp xúc, tôi nói thật với các bạn, tôi tiếp xúc nhiều hơn các bạn, tôi làm việc rất là nhiều. Nhưng tại sao mà tôi lại là người ăn chay, nhưng mà tại sao mà tôi có thể miễn nhiễm với Covid được? Không có cái đợt nào mà tôi bị dính hết. Các bạn biết là nó vẫn tấn công, tới bây giờ nó bủa vây mà, làm sao chúng ta thoát được? Nhưng tại sao tôi thoát được? Chỉ vì tôi biết là đưa cái gì vào trong cơ thể của mình. Rồi, vậy thì bây giờ tôi nói qua như vậy, chúng ta bây giờ không còn cái giá trị ban đầu, tức là chúng ta không có nguồn thực phẩm tốt, chúng ta không có nguồn nước tinh khiết, chúng ta không có không khí, và chúng ta không còn cái gì mà cơ thể chúng ta cần. Ok vậy nha. Rồi, bây giờ như vậy thì bây giờ chúng ta làm sao đây? Vậy thì tất nhiên trong tất cả mọi khó khăn nhé, thì đều có một cái lối thoát. Thượng Đế không bao giờ dồn con người vào chân tường, các bạn nhớ. Chúng ta là cha, là mẹ, là anh, là chị, là cô, là dì, là chú, là bác, đúng không? Chúng ta là con người trần, mang cái thân xác này, gọi là cái nhục thể này, nhưng chúng ta còn vẫn có tình thương với con, với cháu mình, đúng không? Có những người mẹ sẵn sàng bán nhà để lo cho con mình không? Đúng không? Vậy thì Thượng Đế hơn chúng ta như vậy. Thượng Đế không bao giờ dồn chúng ta vào chân tường. Chúng ta hãy nhớ điều đó. Thượng Đế yêu thương con người, gọi là trọn tốt trọn lành. Cho nên bên Công giáo có một cái kinh gọi là lạy Chúa, con Chúa là đứng trọn tốt trọn lành, nghĩa là không còn cái gì tốt hơn và không có cái gì, không còn cái gì lành hơn nữa. Tối đa với một lời khen về Thượng Đế như vậy. Khen Thượng Đế là chúng ta không xứng đáng, nhưng cứ mặc nhiên chúng ta công nhận như vậy đây. Đấy, tối đa với một lời khen là không còn cái gì lời khen nào khen hơn. Vậy thì bây giờ Thượng Đế đã để cho chúng ta một cái lối thoát, đó là gì? Đó là phái y tổ Hippocrates xuống trần gian cách đây 2800 năm rồi. Ngài là y tổ của chúng tôi, Ngài là cái người đứng đầu cái ngành y của thế giới được nhân loại công nhận nha. Và Ngài đã nói như thế này: hãy để cho thực phẩm là thuốc và thuốc là thực phẩm. Các bạn thấy không? Đấy, nếu như chúng ta hiểu được điều đó, mà nếu thực sự thực phẩm là thực phẩm thì chúng ta tuyệt vời lắm. Chúng ta sống trăm năm là bình thường các bạn ạ. Chúng ta sống chứ không phải chúng ta tồn tại. Nhưng ngày hôm nay có đâu, đúng không? Ngày hôm nay có những người đã chết từ năm 50, 60, rồi 10, 20 năm sau mới đi chôn, họ nằm một đống ở trên giường bệnh, làm khổ bản thân họ không nói rồi, nhưng mà khổ của toàn gia. Đấy, vậy thì chúng ta hiểu. Và vì thế ngày hôm nay may mắn cho những ai mở lòng, mở trí, mở tim và mở cả cái cửa nhà mình ra, và thậm chí mở cả cái thùng hàng Siberia để sao? Để đón nhận cái sản phẩm vào. Và lối thoát chính là phải dùng lương thực chức năng. Các bạn dùng cái gì cũng được, nhưng với điều kiện lương thực đó phải thực sự là lương thực. Còn nếu nó cũng dừng ở cái mức thực phẩm chức năng thì chưa đủ tập. Hãy nhớ cho tôi điều đó. Tại sao mà tôi nói là tôi phân biệt lương thực chức năng và thực phẩm chức năng? Bởi vì thực phẩm nó có ba loại này. Thực phẩm truyền thống là thứ ta đang hàng ngày. Lương thực phẩm chức năng là thực phẩm tinh chế người ta đang bán ở trên thị trường và được. Chúng ta nhớ nha, đây đừng có ai nói thực phẩm chức năng là lừa đảo nha. Nói họ nói như vậy, chính họ mới là lừa đảo niềm tin của người khác. Bởi vì những sản phẩm này ngày hôm nay nói đến thực phẩm chức năng không cần phải tìm hiểu nữa. Bởi vì thế giới người ta dùng, và Bộ Y tế cũng như Tổng cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Việt Nam đã cấp phép cho những công ty chân chính được phép bán trên thị trường, thì không được phép nói như vậy đâu. Bởi vì ai mà nói là những công ty mà đã được cấp phép mà nói là những công ty lừa đảo là vả vào mặt chính phủ, đó là xúc phạm đến chính phủ, xúc phạm đến Tổng cục Vệ sinh và Thực phẩm. Coi lại mình đi nha, chính những người đó mới là những người lừa đảo người khác. Bởi vì sao? Làm cho người ta bị lệch lạc cái niềm tin. Cho nên chúng ta hãy mở lòng ra mà đón nhận cái điều này. Và đặc biệt hơn nữa là trong một cuộc thi hoa hậu thì phải bắt buộc là phải có một cô hoa hậu, trong cuộc thi nào cũng phải có một người xuất sắc, đúng không? Và sản phẩm Siri, tôi với kinh nghiệm của một chuyên gia về ngành dinh dưỡng, tôi đã nghiên cứu 10 năm về thực phẩm chức năng rồi, và tôi dám cam đoan một điều là thực phẩm chức năng là tuyệt hảo vô cùng, tuyệt vời vô cùng. Các bạn nhìn tôi đây này, là các bạn, đấy là sản phẩm của sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm Siri, phải gọi là lương thực chức năng, bởi vì nó tuyệt vời quá, nó sạch sẽ quá, nó ở cao hơn tất cả những thực phẩm chức năng, cho nên nó ở cấp độ thứ ba, tức là cấp độ cao nhất, lương thực chức năng. Rồi, vậy thì bây giờ về công nghệ chế biến,
nguồn dược liệu, các bạn biết là trên thế giới duy nhất còn sót lại vùng đất tinh khiết nhất hành tinh, đó là vùng đất Siberia, rộng gấp gần 40 lần diện tích nước Việt Nam. Và Thượng Đế đã bảo vệ cho nhân loại cái vùng đất này còn được cái sự tinh khiết đấy, trở lại cái sự tinh khiết bằng gì? Bằng không phải là lấy lưới B40 hay là kẽm gai mà rào chung quanh vùng đất Siberia, nhưng bảo vệ bằng nhiệt độ khắc nghiệt, quá khắc nghiệt luôn, đến mức độ mà không văn minh con người không chạm được vào đó nữa. Người ta không thể nào xây dựng nhà máy, người ta không thể nào đóng đô, người ta không ở đó được vì nó khắc nghiệt quá. Cho nên nó giữ được cái sự tinh khiết. Thượng Đế giữ vùng đất đó bằng cái khí hậu khắc nghiệt. Các bạn thấy không? Rào làm sao nổi? Mà rào nó cắt thằng rào nó vào mà, đúng không? Vậy thì nếu như mà ai trong số các bạn mà chỉ cho tôi được vùng đất thứ hai nào mà giống như Syria, hãy liên lạc với tôi, cho tôi biết cái địa chỉ, gửi cái định vị cho tôi hứa với các bạn là tôi chuyển vào trong tài khoản 100 triệu ngay lập tức. Nếu ai làm được điều đó lấy tiền xài. Nhưng mà tôi chưa hề mất tiền. Bây giờ nếu các bạn muốn chuyển 1 tỷ, các bạn nói không, 100 triệu rồi các bạn không bỏ công chỉ thôi, bây giờ nâng lên gấp 10 là nó 1 tỷ luôn. Các bạn chỉ cho tôi vùng đất thứ hai nào có điều kiện giống như Syria, có hồ Ba Trang là hồ nước ngọt lớn nhất hành tinh, tinh khiết nhất hành tinh. Đó thì tôi chuyển ngay 1 tỷ luôn, chứng minh đi. Không mất đồng nào đâu, tôi không bao giờ mất tiền về cái chuyện cá cược này. Vì sao? Bởi vì nó không có. Thì như vậy các bạn thấy là lương thực chức năng Syria nó tuyệt vời không? Rồi, có phương tiện rồi, tức là các loại thảo dược rồi. Nhưng nếu như nó nằm ở vùng đất Syria thì sao? Thì nó vẫn chỉ là cây cỏ, nó cũng chẳng làm gì được nên cái giá trị cho các bạn. Giống như lúa ngoài đồng không xay, không nấu thì chúng ta đâu có ăn được, đúng không? Cho nên mẹ sẽ nấu cho chúng ta nồi cơm. Các nhà khoa học Syria đã chế biến sản phẩm Syria bằng công nghệ vô cùng đặc biệt. Tôi không có nói về công nghệ ở đây, tôi không phải là chuyên đề, tôi không nói về công nghệ. Nhưng các bạn biết đây là một công nghệ cực kỳ hiện đại và tuyệt vời lắm. Công nghệ nano đồng nhất hóa phân tử. Nó giữ nguyên bồi nghìn trong môi trường cực âm, lạnh lắm, nitơ hóa lỏng. Cho nên tất cả những cái viên vitamin của Syria đó là nó giữ tất cả cái tế bào sống ở trong đó. Rồi, nhớ tôi nhắc lại các bạn nha, là tế bào sống là nó giữ nguyên hoạt tính sinh học. Con vật nó ăn rau củ quả ở ngoài đồng, ngoài rừng, ngoài rú là nó ăn sản phẩm có hoạt tính sinh học đó. Chúng ta thua nó ở cái chỗ là ta đun nấu thật kỹ, ninh cho nhừ, thế là mất hết. Ăn chất xơ, ăn cái xác, ăn cái bã đó. Cho nên sản phẩm Siri nó là lương thực chức năng đỉnh cao rồi. Rồi bây giờ chúng ta hiểu, tôi nói qua với các bạn một chút như vậy là chúng ta thấy là sản phẩm Siri, tất cả tôi nhắc lại các bạn nha, tất cả sản phẩm Siberia kể cả một số mỹ phẩm vẫn có hoạt tính sinh học. Nó tức là gì? Nó chứa đựng gọi là sự sống. Rồi bây giờ tao nói về cơ thể này. Cơ thể của mỗi người chúng ta giống như là một lãnh địa, một đất nước, một tổ quốc riêng. Chúng ta có tất tần tật giống như là một quốc gia có, tức là có quân đội, bạch cầu, có hạch bạch huyết, có hồng cầu, có tiểu cầu, có tất tần tật, có hệ thần kinh giao cảm, đối giao cảm, nghĩa là nó có hệ thống radar và có tất cả. Đấy, cơ thể cực kỳ thông minh nha. Vậy thì bây giờ nếu mà tại sao một cơ thể tuyệt vời như vậy bị bệnh? Đấy, trở lại vấn đề thôi, là do nguồn dinh dưỡng chúng ta ăn vào, thực phẩm ta ăn vào, môi trường ta ăn vào. Đấy, bây giờ tôi không loại cái stress ra ở đây, tôi không nói đến stress nữa nha. Vậy thì chúng ta ăn thực phẩm vào. Bây giờ giống như là một đất nước mà đã bị giặc nó tấn công, nó phá tanh bành tan hoang, ở trong đó có nghĩa là lực lượng quân đội, lực lượng đã bị suy yếu, hay là tiệm vàng đã bị cướp nó vào, nó khoắng nó lấy hết vàng, nghĩa là bảo vệ an ninh đã kém quá rồi, đúng không? Cái ngân hàng bị cướp là ngân hàng bảo vệ cũng quá tệ. Vậy thì cơ thể mà đã bị gọi là, tôi gọi là giặc nói chung, ví dụ như là các chất độc nó tấn công cơ thể. Tại sao có người ăn không đau bụng mà có người ăn là đi kích lị đau bụng liền? Rồi có người thì ăn vô không sao, nhưng có người ăn vô thì cao huyết áp, tiểu đường ngút. Rồi có những người giống như tôi vừa chứng minh đó, virus tấn công các bạn nhưng nó tấn công tôi không lại. Bởi vì sao? Bởi vì tôi có hệ miễn dịch rất là tốt. Rồi như vậy thì bây giờ các bạn
khi mà không đủ sức đương đầu với giặc nha, nói tóm lại là chất độc và virus vi trùng là giặc, thì chúng ta gom nó lại một chung, bởi vì nó không phải nó đi vào cơ thể chúng ta, nó phá chúng ta, cho nên nó là giặc, chúng ta gọi nó là giặc. Vậy thì bây giờ giặc nó vào thì chúng ta không đánh được rồi, nó mới vào đúng không? Nếu mà chúng ta loại nó ở vòng giữ xe thì làm gì mà chúng ta mà bị khốn khổ, ví dụ như là làm gì mà có bệnh được, làm gì ung thư được, làm gì mà ho được, làm gì mà đau đầu, làm gì mà khó thở bởi con virus được. Như vậy chúng ta đã có những dấu hiệu bệnh, có nghĩa là giặc nó ở vào trọng. Và chính vì như vậy khi giặc nó vào rồi chúng ta không đánh được thì chúng ta cầu viện không, đúng không? Chúng ta gọi công an không? Chúng ta gọi bộ đội không các bạn? Đúng vậy không? Vậy thì chúng ta phải dùng lương thực chức năng của Siri. Đừng hiểu lầm là tôi quảng cáo bán hàng cho Siri. Tôi không bán hàng, tôi không phải quảng cáo bán hàng. Tôi là một lương y, tôi là nhà giáo dục sức khỏe. Nhưng tôi phải nói cái gì tốt chứ. Ông thầy dạy lái xe là dạy về luật giao thông đường bộ xong cho học trò rồi. Ông đâu có bán xe, nhưng học trò hỏi thầy ơi, theo thầy kinh nghiệm của thầy, thầy mua xe gì? Kia Rio, mày mua Mẹt hay là mày mua Nissan hay là mua xe gì đó, Honda gì đó, thì ông thầy ông kinh nghiệm ông chỉ cho theo cái nhu cầu của học trò. Với cái ý đó thì tôi nói với các bạn dùng sản phẩm Siri nha. Bởi vì tại vì khi uống sản phẩm thì nó mới xuất hiện năm cơ chế, và tôi sẽ chia sẻ với các bạn nè. Đây các bạn ghi vô, tất cả những tư vấn viên hãy ghi vô những cái kiến thức cực kỳ quan trọng này. Các bạn nói được năm cái kiến thức này ra, giá nào họ khách hàng cũng dùng. Và đã khách hàng đã dùng rồi mà nó họ mà có những dấu hiệu gì người ta không thắc mắc, người ta không có phải lăn tăn trong đầu. Đầu tiên là gì? Là tầm soát sinh học. Nhớ nha, cơ chế số 1 khi chúng ta nuốt vào trong cơ thể mình những viên sản phẩm của Siri đó, là nó sẽ bắt đầu nó xuất hiện cơ chế tầm soát sinh học. Bây giờ chúng ta không biết cướp nó núp ở đâu trong cái tiệm vàng nhà mình, chúng ta không biết nó ở góc ngách nào hết, vì nhà rộng quá, nhiều nơi góc ngách quá, một cái cung điện thì không biết nó trốn ở đâu. Thế thì bây giờ chỉ có đưa đặc nhiệm vào, thì những viên sản phẩm này chính là đặc nhiệm. Khi chúng ta nuốt vào, nó sẽ bắt đầu lung sục và nó chỉ cho thấy nơi này có giặc, nơi này có giặc, nơi này ở trên nhà này, dưới gầm giường này, trong ở dưới bếp này, cái chạm hay là nơi nào, nó chỉ hết. Và chúng ta thấy là gì? Bắt đầu xuất hiện những cái vị trí nó khác lạ. Tại sao tai nó lùng bùng, tại sao đầu nó giật, tại sao mắt nó đổ ghè, nó khó chịu, tại sao vú nó bắt đầu nó rưng rức, đúng không? Rồi tại sao những dấu hiệu của tôi chưa uống cái này vô thì không sao, bây giờ tôi uống vô tại sao nó bắt đầu là hơi khó chịu rồi đó? Vì nó đang tìm rồi, nó đã tìm là nó đang chỉ đó. Chỉ cho mày này, đây này, nó gõ vô cái ở trong cái cửa này, nó trốn ở trong cái tủ này, nó lấy cái gậy nó gõ cốc cốc cốc. Đây là nó cho mình biết là nó đang ở trốn ở trong này. Vậy thì cơ thể của chúng ta cũng vậy, khi chúng ta nuốt và đưa cái thì nó phát huy đây, nơi A, B, C, từ trên xuống dưới, giặc nó trốn chỗ nào, độc tố nơi nào, tế bào ung thư chỗ nào, virus ở chỗ nào, thì nó chỉ cho ra. Tuyệt vời không các bạn? Tầm soát sinh học là như thế. Rồi thứ hai là bắt đầu là gì? Sau khi chỉ rồi, bắt đầu là nó sẽ giúp cho tế bào. Chúng ta nhớ nha, bản thân lương thực chức năng của Siri nó không phải là thuốc, cho nên nó không đánh. Đây giải thích cơ chế như vậy. Tại sao mà nó không phải là thuốc mà nó là chữa được bệnh? Bởi vì đúng là bản thân nó là lương thực thì không thể nào đánh giặc được, bởi vì nó không phải là quân đội, nó chỉ là thực phẩm. Nhưng nó sẽ cung cấp sức mạnh cho tế bào. Và cái tế bào, một người lính mà đói thì không cho dù vũ khí hạng gì đi nữa, chứ hạng nặng, hạng nhẹ gì đi nữa, thì cũng không có vác súng mà chạy vào bắn được. Chúng ta thấy cái cuộc chiến giữa Ukraine và Nga đấy, đúng không ạ? Nhiều binh lính Nga bị đói quá cho nên không quăng súng thôi mà đi xin thức ăn. Đói quá thì các bạn cũng biết rồi, đúng không? Vậy thì tế bào của chúng ta nó đói quá, nó đói dinh dưỡng, bởi vì chúng ta có ăn dinh dưỡng đâu, chúng ta ăn bã, ăn xác mà, cho nên nó không còn sức để nó không nhận dạng được giặc và nó không đánh được giặc. Vậy thì bây giờ chúng ta nuốt lương thực chức năng của Siri vào bên trong, bởi vì như nãy tôi nói, vì nó ở cấp độ nano đồng nhất hóa phân tử, cho nên nó trực tiếp là thả thực phẩm ngay vào nơi cần thả, vào những cái cứ điểm mà đang bị thiếu thực phẩm, thả dù xuống chứ không có chạy lòng vòng. Vậy thì công nghệ nano đồng nhất hóa phân tử nó sẽ đưa tất cả cái dinh dưỡng mà cơ thể đang cần vào đúng cái nơi tế bào nó đang cần.
Bởi vì cơ thể nó thông minh cho nên nó chọn lọc, nó biết nơi nào cần. Không, nơi này đang bình yên cho cái thằng bên kia nó nhiều hơn. Và cái cho nên bao nhiêu cái hoạt chất sinh học ở trong sản phẩm nó sẽ theo máu nó đưa đến, ví dụ như gan đang bị tế bào ung thư tấn công, phổi đang bị con virus corona Omicron nó tấn công, thì nó đưa tất cả cái lương thực lên trên phổi. Cho nên các bạn thấy là có phải uống Citrovitol 5 La Mã, tại sao mà không có đi xuống thận đi, không đi xuống bàn chân mà nó dồn nó phổi? Bởi vì nơi đang cần. Nó thông minh mà. Đấy, như vậy thì bắt đầu nó đưa đến, bắt đầu hai bên đánh nhau, giao tranh. Cho nên các bạn thấy không, nó mới có hiện tượng là sốt đau vật vã lắm. Bởi vì có chính cuộc chiến nào mà hai bên đánh nhau mà các bạn thấy mà không có khói lửa, không có đổ vỡ không? Thậm chí cãi nhau mà lối xóm mà không ngủ được, cái chưa nói vác gậy vác súng mà bắn nhau, đúng không? Như vậy thì cơ chế tấn công sinh học nó xuất hiện ở trong cơ thể mình, cho nên mệt mỏi lắm, đúng không ạ? Rồi nó đánh nhau rồi, nó đang đánh nhau trong đó, các bạn nhớ. Vậy thì phải nói với khách hàng của mình: ôi chúc mừng cho anh chị ông bà, bởi vì nó đã đang xuất hiện cơ chế tấn công sinh học. Bởi vì tại sao tấn công sinh học? Bởi vì tự tế bào nó đánh nhau với giặc mà, tự tế bào đánh nhau với virus mà, tự tế bào đánh nhau với lại tế bào ung thư mà. Chúng ta đâu có ném vũ khí bên ngoài vào, cho nên gọi là tấn công sinh học. Đó là cơ chế thứ hai. Rồi sau khi nó tấn công sinh học xong thì điều gì xuất hiện? Thứ ba ghi vô là đào thải sinh học. Là gì? Xác chết, khối u, xác giặc đẩy ra theo củ khiếu, hai lỗ mũi, hai lỗ mắt, hai lỗ tai, một lỗ miệng, một lỗ nửa đạo ở dưới, rồi lỗ mồm sao, và rất nhiều lỗ chân lông. Nó sẽ ra. Thế mà có, các bạn nhớ quy luật, thể có lỗ là vô được và ra được. Vì thực phẩm chất độc nó ngấm qua da thì nó phải đẩy đi ra. Nó ở dưới cơ bắp này sẽ đẩy ra. Cho nên các bạn thấy là mặt nổi mụn cũng có này, da ghê ghẻ như là ghẻ lở này, ghê lắm. Rồi các khối u tự nhiên nó to lên, cho họ nói bắt đền. Tại vì ngày xưa tôi chưa uống sản phẩm Siri, bây giờ nó không thấy gì, bị nó xẹp ra. Ủa như vậy thì bây giờ nếu mà uống vô mà không thấy gì thì uống bột mì rồi. Đưa quân đội vô mà không thấy cái gì hết, nó giặc thì nó đầy trong đó, mà quân đội vô mà không bắt được thằng nào, không tống cổ thằng nào ra, không đưa đi chôn, thì có nghĩa là quân đội một là về phe giặc, hai là quân đội ngủ rồi. Cho nên chúng ta thấy nó xuất hiện là cơ chế đào thải sinh học tuyệt vời. Cho nên các bạn trải nghiệm tại sao nó ra. Đặc biệt ở đây là có những người đang dùng sản phẩm để xử lý hậu Covid, nó ra kinh hoàng luôn. Nó ra như là, nó xin lỗi luôn, là nó như là xác động vật chết từ bên trong lâu ngày. Và cơ hội này rất nhiều người phải cảm ơn chị Covid. Bởi vì sao? Nhờ chị tấn công vào đây mà một cái trận đánh quá hung hãn như vậy, cho nên cơ thể chúng ta nó huy động toàn lực lượng, uống tăng sản phẩm lên, đúng không? Và nhờ như thế là mới có cơ hội chơi được cú luôn và loại ra được những cái bệnh mà tiềm ẩn lâu ngày, gọi là đào thải sinh học nó ra. Rồi vậy thì bây giờ làm sao? Đánh hết giặc rồi, đúng không? Một thời gian giao tranh, chúng ta đã tiêu hết giặc rồi, không còn cái thằng nào nữa. Để sao? Có phải là bây giờ sau chiến tranh rồi thì sao ạ? Bắt đầu chúng ta sẽ xây dựng lại thành phố này, chúng ta xây dựng lại quê hương đất nước này. Thì bây giờ muốn xây dựng gì? Là phải có vật tư, phải có nguyên liệu, phải có tài chính. Thì lương thực chức năng siêu vi chính là vật tư, chính là nguyên liệu, chính là những cái phương tiện cần thiết để gầy lại, xây dựng lại, phục hồi lại quê hương lãnh thổ đất nước này, các bạn thấy. Vậy thì chúng ta thấy là phải uống thực phẩm chức năng, gọi là nói chung, và lương thực chức năng siêu vi cho đến trọn đời, giống như là một đất nước phải bảo vệ cho đến trọn đời, chứ không phải là tôi bảo vệ đất nước 3 năm, 2 năm, một nhiệm kỳ, 5 năm rồi, còn 5 năm sau kệ thằng nào muốn vô. Không có như vậy đâu nhé. Ngày nào còn sống ở trên đời thì ngày đó phải nuốt lương thực chức năng. Nhớ điều đó cho tôi. Chứ đừng có hỏi là uống bao lâu thì ngưng, bao lâu không thở là ngưng. Nhớ cho tôi điều đó. Rồi, như vậy chúng ta thấy tái tạo sinh học. Thì sau khi tái tạo rồi sao? Thì cơ chế cuối cùng là gì? Gọi là cái ngôn ngữ bình dân nó gọi là êm như nhất, tức là cân bằng sinh học. Bắt đầu chúng ta thấy sao? Ngủ ngon này, ăn ngon này, khỏe mạnh này, yêu vợ được nhiều hơn này. Bữa là một tháng, hai tháng mới trả bài lần, bây giờ mỗi tuần trả bài một lần. Cân bằng sinh học, da hết nám đẹp lắm, chán hết nhanh, cơ thể nó cường tráng khỏe mạnh, tuyệt vời không các bạn? Năm cơ chế nha, nhớ chưa? Tôi nhắc lại nha, các bạn nào chưa ghi kịp ghi nè. Cơ chế thứ nhất, tầm soát sinh học.
Cơ chế thứ hai tấn công sinh học. Cơ chế thứ ba đào thải sinh học. Cơ chế thứ tư tái tạo sinh học. Và cơ chế cuối cùng là cân bằng sinh học ba lần. Dạ, các bạn thấy tuyệt vời không? Tuyệt vời vô kể, một cỗ máy thông minh mà có phương pháp mà nó phù hợp nữa thì nó phát huy tất cả mọi giá trị. Rồi bây giờ chúng ta thấy có một cái nghịch lý này, và tôi lưu ý các bạn này. Vậy thì một cỗ máy nó thông minh như vậy, nhưng bây giờ cứ tin vào thuốc tây. Ở đây tôi xác định các bạn, thuốc tây có giá trị, nhưng thuốc tây có giá trị không phải như là lương thực chức năng của Siri. Thuốc tây là gì? Tất cả những ai mà uống thuốc an thần sai lầm, uống một vài liều, uống một vài ngày thì được, nhưng có những người uống nhiều năm rồi sai lầm. Uống thuốc giảm đau nhiều quá sai lầm. Bởi vì sao? Bởi vì không cho năm cơ chế này nó xuất hiện được nữa. Và cuối cùng là gì? Cho nên dẫn đến hậu quả là triệu chứng thì mất nhưng mà bệnh thì còn. Hệ năm cái cơ chế này nó không có hoạt động một tí nào, cho nên giặc nó tha hồ lộng hành ở trong đất nước này. Vì thế các bạn thấy không? Tại sao mà uống thuốc hại huyết áp suốt đời rồi vẫn đột quỵ mà chết? Tại sao điều trị rồi mà vẫn suy thận? Tại sao mà điều trị rồi mà Covid nó vẫn hành cho lên bờ xuống ruộng mà phải chết? Cho nên nó khác nhau chưa? Vậy thì đấy, cái chia sẻ của tôi xin được là tóm gọn lại như vậy. Và tôi rất mong các bạn hãy mở lòng ra. Các tư vấn viên Siri, đặc biệt là những người mà đang đi theo cái bước chân của tôi, hãy nói nhiều cho tất cả những người xung quanh chúng ta. Chúa Giêsu nói là các con hãy đi khắp nơi và rao giảng tin mừng. Đây là tin mừng cho nhân loại. Ai nghe các con thì họ có phước. Còn nếu ai từ chối các con thì hãy rủ bụi đất dưới chân các con tại đó và con đi qua nhà khác. Thì chúng ta đi đâu chúng ta cũng phải nói hết. Các bạn nhớ, đi đâu cũng phải nói. Và tôi gặp bất kỳ ai mà tôi cảm thấy cần phải nói là tôi nói. Bởi vì sao? Mình người là người đi gieo các bạn nhé. Thế người đi gieo giống không gieo thì làm cái gì? Chúng ta đi gieo giá trị, giáo dục, sức khỏe và cộng đồng sống sang. Tôi mong các bạn là đồng đội với tôi, hãy chung lưng với cực của tôi để đi gieo cái giá trị này. Đấy, thì đó là một số cái kiến thức bé bé nhỏ nhỏ mà dựa trên kinh nghiệm của một người 33 năm trong ngành y và 10 năm nghiên cứu về thực phẩm chức năng rồi các bạn. Không có vớ vẩn. Tôi không bao giờ nói những cái điều vớ vẩn như thế này cho các bạn nghe. Cho nên hãy nghe tôi đi. Có thể là ngày hôm nay các bạn chưa hiểu ra, nhưng tháng sau, năm sau và có khi vài năm sau các bạn, trời ơi ngày đó mà biết thì nghe bác sáng giờ nãy đâu có thê thảm như vậy nhé. Đấy, thì tôi chân thành cảm ơn các bạn bằng tấm lòng yêu thương. Xin mong rằng là các bạn hãy hiểu thấu điều này để chúng ta có được một cái sức khỏe tuyệt vời. Ít nhất là 50 năm sau mà tôi lên livestream mà tôi vẫn gặp được những bạn mà ngày hôm nay đang ngồi, các bạn thấy tôi hạnh phúc như thế nào. Các bạn nói bác ơi ngày đó đã nghe cái bài của bác, ngày hôm nay mới được ngồi nghe tiếp, chúng ta thấy ông hạnh phúc lắm nha. Rồi, thân ái một lần nữa thân ái chào các bạn và chúc các bạn buổi tối an yên. Rồi, bye bye các bạn.